I'm Dr. Brady Barr. I'm headed to a remote bat. Tôi là tiến sĩ Brady Barr. Tôi đang đến một vùng đất xa xôi tại Indonesia được biết đến với cái tên tổ rắn. Tôi đang săn lùng một loài rắn khổng lồ. Tôi đã từng tới đó trước đây. Đó là nơi ghê tởm nhất mà tôi đã từng đến. Lần trước tôi còn bị thương khi đang tìm kiếm loài rắn đó. Tệ thật đấy. Và bây giờ tôi đã trở lại. Lần này tôi quyết thử sức với một trong những loài rắn lớn nhất trên trái đất. Một con rắn khổng lồ dài hơn 6 mét. Đây là con rắn lớn nhất mà tôi từng thấy trong tự nhiên. Trở lại hang rắn khổng lồ. Có thứ gì đó rất lôi cuốn ở loài rắn to lớn này. Đó là sự thầm lặng, không chi và chết chóc. Nhưng để tìm ra loài rắn đó là điều hầu như không thể. Chúng khá hiếm và chỉ sống ở những nơi rất khó tiếp cận. Nhưng tôi biết một nơi bí mật. Một cái hang ở Indonesia. Đây là nơi sinh sống của phần đông loài rắn này. Rõ ràng chúng là loài rắn dài nhất thế giới. Đó là một trong số ít nơi trên thế giới mà ta có cơ hội tìm ra loài rắn khổng lồ này. Ý tôi là loài rắn có chiều dài cơ thể lên tới trên 6 mét. Nhưng lần trước khi tôi khám phá hang động này, tôi đã nhận một vết cắn nghiêm trọng. Ôi không! Vết răng nanh đấy. Tôi vẫn còn việc làm chưa xong ở cái hang này. Tôi cũng muốn xác nhận xem là liệu loài rắn khổng lồ này sống trong hang đó hay chúng chỉ trú ẩn tạm thời trong thời gian 3 ngày thôi. Nên tôi đã quay lại để hoàn thành sứ mệnh của mình. Lần này tôi sẽ vào tận cùng hang động để săn lùng loài rắn khổng lồ thực sự. Nhưng tôi cũng muốn mình chuẩn bị kỹ càng hơn. Hang động này có thể là hang cụt. Lần này tôi muốn biết rõ mình phải đối mặt với những nguy hiểm nào và tôi có thể làm gì để bảo vệ chính mình. Thứ duy nhất tôi lo lắng khi bước vào cung điện của rắn là kích cỡ khổng lồ của nó, nhưng thực tế không phải vậy. Để chuẩn bị kỹ càng hơn cho lần trở lại này, tôi đã đến hang Bracken ở Texas để khám phá một trong những hang dơi hùng vĩ nhất trên thế giới và trải nghiệm những nguy hiểm nhỏ nhất thường có ở những nơi bí ẩn này. Tôi đi cùng với Merlin Toto, một chuyên gia về sinh vật học và bảo tồn dơi. Ông đã dành nhiều năm nghiên cứu về loài dơi ở đây. Đây là một căn nhà ngầm của 20 triệu con dơi. Nơi đây có sự tập trung đông đảo nhất của dơi trên thế giới. Tôi có thể ngửi thấy mùi ammoniac. Vâng, mùi đó sẽ nồng và nặng hơn đấy nếu anh không đeo mặt nạ vào. Có hai vấn đề ở đây. Thứ nhất là khí ammoniac và CO2. Khí CO2 phát ra từ hơi thở của dơi, nên trong hang có chừng 200 tấn khí hô hấp của dơi. Và tất cả lượng khí CO2 đó sẽ chìm xuống dưới đáy hang, nơi mà chúng ta sẽ bước chân vào. Vậy nếu có quá nhiều khí CO2 thì chúng ta sẽ bị bất tỉnh ư? Trong vòng 1,5 phút thôi, nếu như anh hít thở mạnh. Vậy sao phải vào đó chứ? Tôi đi ra đây. Nếu lượng khí CO2 gia tăng, bạn sẽ phải thở gấp. Cơ thể sẽ thiếu oxy trầm trọng, và sau đó xuất hiện triệu chứng đau đầu, rối loạn tuần hoàn. Bộ não sẽ thiếu oxy để hoạt động, rồi sau đó sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh, và rồi chết.
Thuốc giải duy nhất là ra khỏi hang. Cái mặt nạ này không có tác dụng với khí CO2 đúng không? Không, nó chỉ có tác dụng với ammoniac thôi. Ammoniac phát ra từ phân dơi. Nó kết hợp với nước để tạo ra một hợp chất ăn mòn. Thế nên những bộ phận ẩm ướt trên cơ thể gồm mắt, mũi, họng và phổi có thể bị hỏng vĩnh viễn. Chắc chắn là tôi phải đeo mặt nạ phòng độc vào. Chúng tôi cũng đội cả mũ bảo hiểm để phòng ngừa đá rơi. Điều lo lắng duy nhất về khí CO2 là thời gian hít thở, đúng không? Đúng vậy. Ngay từ khi chúng tôi bước qua cửa hàng, tôi đã thấy chúng với số lượng hàng triệu con. Chà, nhiều dơi quá. Dơi là loài ăn đêm, còn vào ban ngày, chúng ở lại trong hang để tránh kẻ thù. Bộ cánh của chúng không tạo đủ lực để cất cánh từ mặt đất, nên chúng phải bậu lên thành hang. Có tới hơn 2.000 con trên một mét vuông. Trong hang này có bao nhiêu con dơi đây? Khoảng 20 triệu. Chà, 20 triệu. Cứ như là dơi trên toàn thế giới tập trung ở đây vậy. Tôi có thể bắt một con ở đây. Nó bậu ngay trên thành hang. Nó có thể dễ dàng xoay lại cắn tôi nếu muốn. Nhưng nó sẽ không cắn được tôi đâu. Vâng, đúng là không cắn. Giờ tôi đã hiểu tại sao trong này lại nhiều khí CO2 đến thế. Vâng. Và đó chưa phải là tất cả. Tôi còn băn khoăn về những con bọ phía dưới. Đáy hang phủ đầy phân dơi. Trên khắp mặt đáy hang là những con bọ nhỏ xíu bò lổm ngổm. Giống như đa số các loài bọ khác, chúng là loài bọ ăn thịt. Bất kỳ con dơi nào chẳng may rơi xuống đáy hang đều không thể thoát được. Ở đây có con dơi này. Đúng thế, nó có thể bị rơi xuống đây vài giờ trước. Chỉ mất chưa đầy một giờ đồng hồ là con dơi chết đã bị gặm sạch đến tận xương. Những thứ trông giống như giun này là ấu trùng của loài bọ đen domestic phải? Vậy thức ăn của chúng là gì? Chúng ăn tất cả phần thịt của con dơi chết. Vâng. Có cái gì đó cắn tôi vừa xong. Nếu như tôi nằm ra đây, chắc hẳn chúng sàn tươi nuốt sống tôi luôn. Loài bọ domestic làm rất tốt phần việc của mình. Chúng sử dụng số đông và cả sự tỉ mẩn để gặm hết thịt chỉ còn trơ lại xương. Chúng ta đang tiến vào một khoang lớn của hang, nơi rất nguy hiểm vì khí CO2 thường tập trung xuống phần thấp hơn. Khí CO2 thường chìm xuống phần thấp hơn trong hang, giống như nước vậy. Một điều đáng nhớ tại Indonesia, tôi sẽ nhớ kỹ điều này cho những lần thám hiểm lần sau. Chúng ta không nên đi sâu thêm vì khí CO2 có thể lan tỏa và tập trung ở đây. Càng đi sâu vào trong này, lượng oxy càng giảm. Nếu như anh bị bất tỉnh ở đây, anh sẽ trở thành thức ăn cho lũ bọ. Vâng, chúng ta như vừa tới địa ngục vậy. Chúng ta nên trở ra trước khi quá muộn. Khi trời tối, chúng tôi rời hang và cả đàn dơi cũng vậy. Chúng bay đi để kiếm mồi. Chỉ trong một đêm, chúng có thể di chuyển hơn 160 km và ăn 180 tấn côn trùng. Như vậy, chắc hẳn phải rất nhiều muỗi. Bây giờ, tôi đã sẵn sàng đến hang rắn. Tôi sẽ mang theo thiết bị lọc ammoniac và luôn luôn đề phòng khả năng bị ngộ độc khí CO2. Tôi đang hướng về phía đông, trở lại hòn đảo nhỏ tại Indonesia và gặp gỡ một chuyên gia về rắn, Mark Olia. Ông là người đã đi cùng tôi năm ngoái và cũng là người cứu tôi khi tôi bị rắn cắn. Cái hang mà chúng tôi đang tới được biết đến như một cung điện rắn. Theo kinh nghiệm của tôi, đó là một cái hang độc nhất vô nhị.
Người ta cho rằng có thể dễ dàng tìm ra một con rắn khổng lồ, nhưng theo tôi thì ngược lại. Trong 20 năm làm việc và nghiên cứu về các loài rắn, tôi chưa từng thấy một con trăng mắc lưới trong tự nhiên như ở nơi này, tại cung điện của rắn. Đó là bởi loài trăng mắc lưới là loài hay giấu mình và có khả năng ngụy trang gần như hoàn hảo. Nhưng tôi tin chắc rằng cái hang này là nơi sinh sống của chúng. Năm ngoái, tôi đã chứng thực được rằng đây là nơi trú ẩn hoàn hảo nhất, có đủ độ ẩm cần thiết, nhiệt độ thích hợp và có cả dơi làm con mồi. Nhưng Mark cho rằng loài rắn lớn thì cũng cần tới những con mồi lớn hơn. Chúng tôi cần tìm hiểu xem chúng có rời hang để đi săn hay không. Khi tới gần hang, những ký ức về chuyến thám hiểm lần trước lại ùa về trong tâm trí tôi. Con rắn đã cắn tôi dài chừng 4 mét, và tất cả những gì tôi biết là nó vẫn ở đó. Còn bây giờ, tôi đang tìm kiếm một con quái vật có thể lớn gấp 2 lần như thế. Khi chúng tôi tới gần, Mark và tôi nhận ra rằng còn có thể có một con khác ở đó. Xe này, ở đây có cái hang, tôi đã ngửi thấy mùi rắn rồi. Ở đây có cả nhện nữa. Có một cái hang phải không? Phải. Đây là một nơi trú ẩn tuyệt vời. Để tránh nhiệt độ cao trong ngày, rắn thường trốn vào đây. Này này, thấy da rắn, anh thấy không? Để tôi lấy nó ra. Chúng tôi biết rằng trong này có rắn. Mark, cái gì đây? Trăng à? Vâng, có vẻ như một con trăng con. Vảy trên phần da bụng của loài trăng này tương đối nhỏ hơn so với các loài rắn độc khác. Có trăng con ắt hẳn phải có trăng mẹ. Liệu cái hang này có phải là tổ rắn khổng lồ mà tôi đang tìm không? Chỉ có một cách duy nhất để tìm ra thôi. Đưa tôi cái cần bắt rắn. Đó là thứ đảm bảo cho tôi. Không biết là thứ này có giúp gì được tôi khi tôi gặp một con trăng dài 6 mét không? Nhưng dù sao tôi cũng thấy an tâm hơn. Bên trong này chật chội và hẹp lắm. Chỉ có chỗ cho một người vào đây, nên tôi sẽ tự quay thước phim này. Chắc là tôi không chui lọt rồi. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Nước chảy qua đây rất xiết. Bên trong mở ra một khoảng rộng hơn, nhưng không chắc là tôi chui qua được đám rễ cây này. Tôi không còn thon thả như trước nữa. Kể ra cũng hơi sợ vì khi vào đây rồi khó mà chui ra nhanh được. Đây là lần cuối cùng tôi đi tìm ra loài rắn khổng lồ này. Bên trong còn thu hẹp lại nữa. Đó là lý do vì sao tôi càng quyết tâm chui vào bên trong. Đây là nơi mà ta hy vọng tìm ra con quái vật đó. Một nơi mà con người không thể vào được. Nhưng tôi đã sẵn sàng chui vào. Tôi đã chui qua được hàng rào rễ cây. Bây giờ điều tôi lo lắng là hang bị sập, bị chết đuối, hoặc đối mặt trực tiếp với con trăng khổng lồ. Thế này thật dạ dột. Nếu tôi tìm được loài trăng khổng lồ đó, thì chúng sẽ ăn tôi luôn. Trước khi tôi được trợ giúp. Tuy nhiên, tôi cảm thấy vẫn có động lực để tìm kiếm loài rắn này. Tôi cũng không biết là tại sao lại thế. Cảm giác ở một mình khá là sợ. Cứ như là mình đang ở thế giới bên kia vậy. Tôi có thể thấy một ánh mắt ở đây. Tôi thấy có ánh mắt đằng trước. Nhiều loài động vật vẫn có thể thấy đường trong bóng tối vì mắt chúng phản chiếu ánh sáng. Tôi đã lợi dụng sự phản xạ ánh sáng đó để phát hiện ra cá sấu trên khắp thế giới. Một lớp phản chiếu nằm sâu trong hố mắt phản xạ ánh sáng trở lại vào cầu mắt. Nhưng có một vấn đề ở đây. Mắt trắng không có lớp phản chiếu này. Cái gì thế nhỉ?
Để tôi xoay máy quay lại cho các bạn thấy. Cái gì thế nhỉ? Tôi thấy rồi. Thấy rồi. Đó là một con ếch. Có thể là thức ăn của rắn, nhưng chắc chắn nó không phải là rắn. Bây giờ tôi đã chui vào được 45 mét và tôi không còn đường đi tiếp. Tôi phải xoay mình lại. Mark, tôi đang trở ra đây. Tôi muốn tìm ra loài rắn khổng lồ, nhưng tôi không muốn tìm kiếm một mình trong cái hầm tù túng nhỏ hẹp và sũng nước này. Mình thật điên khùng. Quả là rất sợ khi một mình ở đây. Mark, thật khó tin. Nhưng tôi đã tới hết đường hầm rồi. Ý tôi là nếu tôi có bắt gặp được một con trăn to thì chắc hẳn tôi cũng chẳng bắt được nó. Rắn, rắn, rắn. Đưa tôi, cần bắt rắn. Nhanh, nhanh, nó đang trườn đi. Thấy không? Đúng rồi, một con rắn hổ lục. Tuy có kích cỡ nhỏ, nhưng nó có thể gây chết người. Một con rắn rất nguy hiểm. Đó là một con rắn hổ lục. Ôi chào, nó nguy hiểm lắm. Mặc dù người ta hiếm khi bị nó cắn, nhưng tại hòn đảo xa xôi này của Indonesia thì đây là tình huống sống còn. Lần trước khi bị rắn cắn, tôi phải tới bệnh viện ngay. Con rắn này cùng họ với loài rắn đuôi chuông. Tất cả các loài rắn hổ đều có răng nanh lớn. Nọc độc của chúng phá hủy các tế bào, đặc biệt là tế bào máu. Và nó có thể khiến huyết áp bị tụt xuống nghiêm trọng. Bị một con rắn to nào đó hơn loài trăn mắc lưới tấn công lại càng hiếm gặp hơn. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Một con trăn khổng lồ chắc chắn có thể giết chết bạn. Sức mạnh của nó thật khó mà tưởng tượng được. 10.000 lớp cơ siết thành một vòng tròn ngày càng chặt hơn. Mỗi lần con mồi thở ra thì con rắn lại càng siết chặt hơn. Và cuối cùng con mồi không thể thở được nữa. Kết cục chắc chắn là cái chết. Chúng ta phải luôn cẩn trọng. Vâng. Ý thức được điều đó, Mark và tôi trở lại cung điện rắn. Thật thú vị, chúng ta đã quay trở lại đây. Cái mùi phát ra từ hang này quen thuộc quá. Tôi đã học được nhiều thứ từ hang động Bracken ở Texas. Mối đe dọa lớn nhất chúng tôi sẽ gặp phải là khí amoniac và thiếu oxy. Lần này chúng tôi cũng có đề phòng trước. Khi bước vào một cuộc thám hiểm hang động ở một nơi như thế này, chúng tôi chỉ còn biết hy vọng vào những điều tốt nhất thôi. Tôi được biết đây là một trong những nơi nguy hiểm nhất, nên tôi cần phải mang theo bình oxy, phòng trường hợp cần đến dưỡng khí, và cả mặt nạ phòng hơi độc nữa. Nó sẽ giúp lọc khí amoniac nếu chẳng may chúng tôi gặp phải. Tôi còn mang theo cả thiết bị dò hơi độc. Thiết bị này sẽ cho chúng tôi biết khi nào cần phải dùng mặt nạ phòng hơi độc hoặc phải thoát ra ngoài ngay. Lần này chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Chúng tôi có thể bắt đầu được rồi. Cảm giác hay ghê, cứ như đang ở nhà vậy. Thời gian trôi qua gần một năm rồi kể từ lần trước tôi tới đây. Chúng tôi lần theo lối hang ngoằn ngoèo để tìm kiếm loài rắn này. Được rồi, chuyến thám hiểm bắt đầu. Nhưng thứ tiếp theo chúng tôi tìm được lại không phải là một con rắn khổng lồ. Cái gì thế kia? Xem kìa. Giun nhẹt. Chúng chẳng tốt đẹp gì đâu. Đây là một loài giun nhẹt ký sinh. Nếu thứ này chui vào dưới da thì chắc chắn trong cơ thể sẽ có chuyện chẳng lành. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Ký ức trước đây lại trở về trong tâm trí tôi. Ở chính chỗ này tôi đã phát hiện ra con rắn và nó đã cắn tôi.
Chuyện đó xảy ra ở ngay đây. Rắn rắn kia. Các bạn đoán ra chuyện gì không? Tôi phát hiện ra một con rắn lớn phía sau gờ đá. Để xem tôi bắt được nó không. Nó trườn mất rồi, xuống nước rồi. Cái đuôi nó kìa. Nó đang trở lại. Cẩn thận đấy, con này to quá. Phải tóm được đầu nó. Lý do tôi bị cắn lần trước là vì tôi chỉ tóm được cái đuôi mà không khống chế cái đầu. Tôi sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa. Coi chừng cái đầu. Rồi, tuyệt lắm. Chà, chúng ta bắt được con rắn to chưa? Con rắn này có dấu trên đầu, có nghĩa là nó vừa rời hang. Và điều mà tôi muốn xác định là liệu con rắn này sống cả đời trong hang hay còn ra ngoài. Họ đã chứng minh được rằng con rắn này từ bên ngoài tới. Có rất nhiều mấu nhỏ ở đây, chừng 100 cái. Mỗi lần con rắn lột da, nó sẽ mất đi các núm nhỏ. Nhờ đó, chúng ta biết được rằng con rắn này đã ra ngoài trong vòng vài tháng trước. Đúng như Mark phỏng đoán, loài rắn lớn này đã ra ngoài hang để kiếm mồi. Chúng cần con mồi lớn hơn là những con dơi trong hang. Chúng còn săn cả những loài vật nuôi như lợn và dê. Nó siết rất chặt. Nếu cứ để thế này, máu sẽ không thể lưu thông trong tay tôi được mất. Cẩn thận. Nó rất khỏe. Như thế thì làm sao có thể đối phó được với một con rắn dài 6 mét? Con này mới dài chừng 3 mét thôi. Tôi đã nghiên cứu rắn trong 20 năm nay ở những vùng Đông Nam Á, nơi loài rắn mắc lưới sinh sống, và chưa từng thấy chúng trong tự nhiên ngoại trừ trong hang này. Chúng ta mới vào đây khoảng 10 phút và đã bắt được một con dài chừng 3 mét. Brandy, anh có thể gỡ nó ra được không? Tay kia tôi bận rồi. Chúng tôi đã đo lại chiều dài con rắn để nghiên cứu, sau đó thả nó ra và tiếp tục cuộc săn những con rắn khổng lồ khác. Ở đây có một xác dơi chết trơn. Chúng tôi tiến sâu vào trong hang. Cái gì thế? Đừng làm thế với tôi mà. Đôi khi phản xạ tự vệ cũng khiến chúng tôi giật mình. Mức CO2 khá cao. Cho tới giờ, chưa tới dấu hiệu của khí ammoniac nên chúng tôi chưa cần dùng mặt nạ phòng hơi độc. Nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu khí. Kinh nghiệm của tôi tại hang Bracken ở Texas cho thấy đây là dấu hiệu nồng độ khí CO2 đang tăng lên. Nhưng chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Mục tiêu của tôi là đi qua điểm mà chúng tôi buộc phải trở ra lần trước. Rất có thể trong hang này có rắn khổng lồ sinh sống. Đây là một khoang trọng trong hang. Chúng ta có nhiều cơ hội tìm được rắn lớn ở đây. Ôi chao, có cái gì đó dưới chân tôi. Thì ra là con dơi. Bây giờ chúng tôi sẽ khám phá bên trong hang này. Tôi còn nhớ lần trước chúng tôi đã ở đây. Chúng tôi thấy những con rắn nhỏ ở khắp các rãnh đá, cao chừng 3 đến 5 mét trên kia. Chúng tôi chưa từng khảo sát những gờ đá đó. Ý tôi là rất có thể trên đó có những con rắn dài tới 6 mét. Đưa tôi cái thang, tôi muốn khảo sát ngay bây giờ. Tôi sẽ tự mình leo lên. Nếu anh thấy tôi la lên thì anh đến giúp tôi nhé, Ronnie. Anh leo lên nhưng nhớ là đừng để chúng ta bị kẹt lại trên đó nhé. Rắn rắn, đưa tôi cái cần. Có một con rắn ở trước mặt tôi chừng 1 mét. Tôi tóm được rồi. Coi chừng. Tóm lấy nó. Bắt lấy nó đi. Tôi bị bụi vào mắt rồi. Được chưa? Rồi. Nó mổ vào tôi 2 lần. Nhưng nó trơn quá. Tôi không thể kéo được. Con rắn cuộn vào gờ đá khi nó thấy tôi và nó đã cố cắn tôi. May quá tôi đã tóm được đầu nó. Con này dài chừng 4 mét. Chúng tôi tạm rời khỏi hang dơi và hướng ra ngoài. Anh có thấy những cái nốt ở đây không? Nhờ đó chúng ta biết chắc con rắn này từ bên ngoài tới.
Mỗi lần bắt được một con, chúng tôi lại đo, cố gắng xác định giới tính của nó. Điều này sẽ cho chúng tôi biết rắn ở độ tuổi nào thường trú ở trong cái hang và biết được chúng là con đực hay con cái. Chúng ta lại đoán sai chiều dài của nó. Chúng tôi luôn nghĩ chúng lớn hơn thế. Tôi nghĩ con rắn này phải dài 4 mét. Nhưng thực ra chỉ hơn có 3 mét. Không chỉ có tôi đoán sai chiều dài của rắn. Truyền thuyết kể rằng có một con rắn quái vật dài tới 12-15 mét. Và chắc chắn người ta đã nói quá lên và không đo đạt chính xác. Nhưng ngay cả khi ta bắt được một con rắn thì cũng khó có thể đo được nó chính xác. Gần đây tôi có chuyển một con trang mắt lưới tới công viên sinh thái St. Augustine tại Florida. Chúng tôi đều biết là nó rất dài, nhưng chúng tôi vẫn muốn đo chính xác xem nó dài bao nhiêu. Quả là một con rắn lớn. Chúng tôi cần tới 9 người để giữ nó, nhưng vẫn rất khó để xác định chính xác chiều dài của nó. Vì như các bạn thấy, với chừng 10.000 bắp cơ, con rắn luôn cố cuốn quanh thứ gì đó. Thế nên một số người hoài nghi về những kỷ lục thực sự của rắn khổng lồ trong lịch sử. Để đo được chính xác con rắn, lúc đầu chúng tôi định dùng một ống nhựa có đánh số đo trên đó. Cái ống đó khá lớn, nên tôi e rằng con rắn có thể quay lại và cắn chúng tôi khi chúng tôi nhét nó vào. Thế nên để phòng trước, chúng tôi sẽ buộc chặt mồm nó. Chúng tôi không muốn bị một con rắn khổng lồ như thế này cắn. Tôi nói thế là căn cứ từ kinh nghiệm của chính bản thân đó nhé. Đây rồi, nó chui vào rồi. 2,4 mét, 2,7 mét, 3 mét. Thực ra thì nếu có ống nhỏ hơn thì sẽ đo chính xác hơn. Cái ống này dài hơn 5,4 mét. Nhưng tôi biết rằng con rắn này còn lớn hơn thế, nên bây giờ tôi sẽ thử lại bằng thước dây. Vấn đề khi đo bằng thước dây là thước thì thẳng mà rắn thì cong, nên khá là khó đo. Để lần theo đường cong này bằng một thước cứng là điều gần như không thể. 6,4 mét. Quả là một con quái vật, và dài hơn lần đo bằng ống nhựa tới 0,9 mét. Đây là một con rắn khổng lồ thực sự, nhưng liệu 6,4 mét đã chính xác chưa? Cách hay được áp dụng nhất là dùng một sợi dây. Đặt một đầu sợi dây vào đầu con rắn, và rồi tôi sẽ lần theo chiều dài cơ thể nó. Như các bạn thấy, nếu lợi dụng tính mềm dẻo của sợi dây thì ta dễ dàng đo được cả phần cong của con rắn. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm ra được chiều dài thực sự của con rắn này. Bây giờ, chúng ta cần đo sợi dây. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 6 mét. Như vậy là 6,64 mét. Dài hơn cách đo bằng thước dây 20 phân. Số đo chính xác thực sự là rất lớn. Nhưng ngay cả cách đo này cũng không thể giải thích được truyền thuyết về con rắn 12 mét. Liệu nó bị thổi phồng lên hay thực tế là như thế? Có thể người ta không đo trực tiếp trên con rắn, mà đo trên da của nó. Da rắn có tính đàn hồi. Da rắn có thể kéo dài hơn 30% chiều dài thực sự của chính con rắn đó. Điều đó có nghĩa là một da rắn dài 12 mét chỉ có thể là từ con rắn dài 9 mét mà thôi. Và 9 mét gần như chắc chắn là con rắn dài nhất hiện nay. Ngày nay, rắn dài trên 6 mét đã là một quái vật cực hiếm rồi. Đó chính là thứ tôi muốn tìm thấy trong hang này. Đưa tay cho tôi nào. Trong này quay phim là rất khó đây. Chúng tôi tiến sâu thêm vào hang và sâu hơn vào lớp phân dời. Chà, đây quả là loại phân bón tốt, giàu dinh dưỡng. 1.000 năm phân dơi được ủ tại đây. Chúng tôi dò xét từng hốc đá có thể. Khó thở quá. Cố gắng thêm một chút thôi.
goes back about 12 feet. No snacks out. Khí amoniac thì không nhiều nhưng nồng độ khí CO2 ngày càng tệ hơn. Đây là nơi lần trước chúng tôi đã phải trải qua mức CO2 cao rất nguy hiểm. Anh có khó thở không? Tôi cũng thấy khó thở, cảm giác buồn nôn và muốn ngất xỉu. Đây là dấu hiệu ban đầu cho thấy nồng độ CO2 đang tăng lên. Lý do là có quá nhiều dơi ở đây. Có khoảng hơn 100.000 con dơi trong hang. Chúng thải ra khí CO2 và làm cho nồng độ CO2 ở đây tăng lên rất cao. Loài dơi có đuôi để tiến hóa và có khả năng chịu đựng khí CO2 cao hơn con người. Để xem mức CO2 ở đây thế nào. 20% khí oxy là mức bình thường. Đó là tín hiệu cảnh báo, giờ chỉ có 16,8% thôi. Ôi trời, không tốt rồi. Mức bình thường là 20-21%. Như vậy, nó cảnh báo nồng độ CO2 đang gia tăng. Xuống đến 6-10% có thể gây chết người. Chúng ta phải rất cẩn thận. Đây là người bạn tốt nhất của ta đấy. Chúng ta cần tiếp tục đi thoát ra khỏi vùng khí CO2 này. Cần giúp không? Không, được mà. Đây là thời điểm năm ngoái chúng tôi buộc phải trở ra. Nhưng mỗi lần chúng tôi thả một con rắn lớn ở khu vực này, tất cả chúng đều lũi vào hang sâu. Do đó, năm nay chúng tôi phải đi sâu hơn. Chúng tôi có mang theo cả phao để nổi được trên dòng sông phân dơi này. Và chúng tôi đang bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Trong đó có sâu không? Chừng 1 mét à? Vâng, đó là điều tồi tệ nhất mà chúng tôi từng trải qua. Anh nghĩ liệu chúng ta có bị lún sâu hơn nữa không? Đá trơn quá, vâng. Tiếng báo động trên máy cho thấy mức oxy bây giờ là 15,4%. Nếu như thiết bị báo xuống mức 14%, thì chúng tôi phải trở ra thật nhanh. Ở đây mức CO2 quá cao và rất nguy hiểm cho tính mạng con người. Nhiều dơi quá. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều như thế. Chúng ta phải đi tiếp thôi. Sẵn sàng chưa? Tôi cần nạp thêm một chút oxy đã. Mỗi bước tiến sâu thêm là một lần vật lộn. Chỉ di chuyển thôi không cũng đủ để khiến chúng tôi tốn rất nhiều sức lực. Cứ như thể ở trên núi cao vậy. Ở đây chúng tôi cũng phải tiết kiệm từng hơi thở. Mật độ ở phía trong này ngày càng đông hơn. Có vẻ như không thể tiến sâu hơn cho dù có phát hiện ra rắn đi nữa. Các bạn, chúng ta không thể tiến sâu hơn được nữa. Mức oxy xuống tới mức nguy hiểm rồi. Khí CO2 đang tăng lên quá nhanh. Trong này rất dễ bị lở đất. Trong kia chỉ còn 20 mét nữa. Nhưng chúng ta phải quay ra thôi. Chúng tôi rút ra nhanh chóng. Thế rồi tôi vấp vào đá và phát hiện một cái đuôi lòi ra. Nhìn kìa, liệu có phải đường đi của nó không? Một vết trường của rắn trên lớp phân dơi. Có thể nó đã có từ một ngày trước rồi. Cũng có thể là từ vài tiếng trước. Chúng tôi lần theo vết trường và nó dẫn tới một kẽ nứt. Ôi trời ơi! Một con trăn khổng lồ, một con rắn to lắm. Thấy không, đó là cái đầu. Liệu đây có phải là con trăn mà chúng tôi đang tìm nó không? Tôi sẽ vào đó để thử phản ứng của nó. Kẽ nứt còn hẹp hơn lồng ngực của tôi mà con rắn thể ở sâu mãi trong. Tôi sẽ cố với tới nó. Khe đá nhỏ quá, không biết có thể với tới nó được không? Điều đáng nói là tôi đã phát hiện ra con trăn ở đúng kẽ nứt lần trước.
Tôi nhìn thấy một con rắn đang nằm cuộn tròn. Con rắn chuyển động kìa, nó đang trườn ra. Chúng tôi phải vật lộn 3 giờ để kéo con rắn ra. Tôi e là nó nằm cuộn thế thì không vừa cái cần này. Tôi muốn anh vào xem thế nào. Khe đá quá nhỏ, gần như không thể với tới nó. Vấn đề là ta có một con rắn khổng lồ trong một cái khe khá nhỏ. The problem is, it's a giant snake in a very small hole. And chúng tôi thì lại quá to, không chui vào được. That's pretty much sums it up right there. Now, a year later, we face the very same problem. Một năm sau chúng tôi lại gặp phải vấn đề đó. It's just too big a snake. Con rắn to lắm, nhưng tôi có cách rồi. Ra khỏi đây cái đã, chúng ta sẽ bàn sau. Tôi có ý này. Lần này tôi đã có sự chuẩn bị cho tình huống mới phát sinh. Ý tưởng của tôi thực ra xuất phát từ nghiên cứu về một loài bò sát khác. Các nhà khoa học đã lần theo dấu vết của rùa bằng cách gắn một sợi dây vào mai nó. Khi con rùa di chuyển, sợi dây sẽ từ từ nhả ra và cho thấy đường đi của nó. Ý tưởng của tôi là buộc một sợi dây cước câu cá vào một con rắn, rồi thả nó vào khe nứt. Từ mấu nhú trên thân con rắn, chúng tôi biết được rằng con rắn lớn hơn này có rời khỏi hang hay không. Sợi cước này rất dai, nhưng điều quan trọng là nó rất nhẹ, không ma sát, không lực cản. Ta chỉ việc nhả cái này ra thôi. 3 giây thì rất dài. Chúng ta có tới hơn 3 km. Và bây giờ tôi phải gắn sợi cước vào con rắn. Nó vẫn nằm ở chỗ đó, vị trí này rất thích hợp. Tuyệt. Nhả thêm dây cho tôi. Tôi dùng cần bắt rắn để gắn đầu sợi dây cước vào con rắn. Xong rồi. Đã gắn vào nó rồi. May là con rắn nằm trong một cái hố khô. Chúng ta không thể mong đợi một tình huống tốt hơn nữa. Tôi không thể nhìn thấy cái đầu nó. Đó chỉ là một đống cuộn tròn lớn. Thực ra là hai cuộn. Tôi gắn dây vào cuộn đó. Không biết là vào khúc nào của con rắn, nhưng nó rất chắc. Chúng tôi sử dụng cọc tre để giữ sợi dây. Nếu con rắn bò đi, thì cuộn dây sẽ từ từ nhả ra. Đó là kế hoạch của tôi. Chắc hẳn là con rắn đã đói. Theo tôi đoán, nó sẽ rời hang vào ban đêm. Ngày hôm sau, chúng tôi trở lại hang. Sáng nay chúng tôi dậy từ lúc 3 giờ để có thể xuống được hang ngay khi mặt trời mọc. Bây giờ chúng ta hãy xem liệu con rắn có rời hang hay không, và sợi dây còn đính trên mình nó nữa không. Chúng tôi tiến vào để kiểm tra. Nhìn này, đây rồi, là sợi dây đó. Sợi dây dẫn nó ra ngoài hang. Nó ở bên ngoài. Thật không thể tin được. Dường như nó chạy vòng quanh hang. Bây giờ vấn đề là liệu chúng tôi có thể lần theo sợi dây và tìm ra nó hay không. Chúng ta đừng nên quá chú ý đến sợi dây mà còn phải nhìn lên phía trước nữa. Đây là một con rắn lớn nên tôi không muốn vấp phải nó. Anh biết điều thú vị ở đây là gì không? Gì nào? Đó là kiểu di chuyển của con rắn. Nó luôn bò dọc theo bờ đá. Chúng tôi tiếp tục lần theo sợi dây. Tiếp tục đi nào. Ồ, ở đây có nhiều hố quá. Đây rồi, sợi dây đi qua cái hố. Này này, xung quanh đây có rất nhiều rắn độc đấy. Chúng ta phải rất cẩn thận.
Việc này thật thú vị. Sáng sớm ra đã lần theo một con trăn lớn, giống như đi thám hiểm vậy. Chúng ta cứ tiếp tục đi thôi. Nhìn sợi dây kìa, ngay đây này. Ồ, đây quả là một nơi kín đáo cho rắn ẩn nấp. Cũng là nơi thích hợp cho rắn độc đấy. Đợi một chút, nó đang di chuyển. Chà, chúng tôi đã rất gần nó. Tôi còn cảm thấy nó đang kéo sợi dây đi. Nó ở trên kia. Dừng lại rồi. Tôi cá là nó chỉ ở gần đây thôi. Vâng, vâng. Ồ, ồ, nó ở ngay đây. Nó lớn quá. Lớn quá. Không thể tin được. Nhìn kia. Con trăn còn lớn hơn tôi nghĩ. Chúng ta phải chia ra cả hai phía phòng trường hợp nó bỏ chạy. Coi chừng nó tấn công đấy. Con vật này lớn quá. Chúng ta phải cần thêm người. Chỉ nhìn vào cuộn tròn của nó bây giờ, tôi ước chừng nó dài hơn 5 mét. Tôi nghĩ ít nhất cũng phải có 4 người. Chúng tôi muốn thử khi chỉ có 3 người, vì chỉ thuê được một người bản địa thôi. Tôi nghĩ không thể dùng tay giữ con quái vật này. Có lẽ sẽ mất luôn cả cánh tay đi chứ. Vâng, rõ ràng là thế. Một con quái vật không thể tin được. Sợi dây đã rất được việc. Con vật này làm tôi thấy sợ hãi. Đây là một tình huống rất nguy hiểm. Để bắt được con rắn này, tôi phải tóm phần sau đầu nó để không bị nó cắn. Anh giữ lấy cái đuôi, tôi sẽ tóm phần đầu. Được chưa? Chờ một chút nhé. Chúng tôi đã nắm được cái đuôi của con trăn khổng lồ. Giờ là tới phần đầu của nó. Được rồi, tôi sẽ lần tới phần đầu. Thả dần đuôi của nó ra đi. Tôi không thể nắm được đầu, vì nó mổ liên tục. Ôi trời, một chút xíu nữa là nó cắn tôi rồi. Một con rắn có thể vươn tới khoảng cách bằng 1/3 chiều dài cơ thể nó. Như thế có nghĩa là nguy hiểm vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong khoảng cách từ 2 mét tới đầu con rắn. Nhìn kìa, nó đang cuộn lại. Đó chính là kiểu nó thường hạ con mồi. Giữ phần đuôi đi. Nó đang chui vào đám rễ cây. Con rắn đang cố tìm nơi trú ẩn. Giữ chặt đuôi nó nhé. Tóm được chưa? Chưa. Tôi chưa tóm được. Cẩn thận. Không thể để nó vào trong được. Phải kéo nó ra thôi. Đợi nó trở lại, tôi sẽ thử tóm nó. Tôi tóm được đầu nó rồi. Bắt được nó rồi. Nó chắc hẳn đã mệt rồi. Tôi cũng mệt chẳng kém gì. Quả là một con quái vật. Nhìn cái miệng nó kìa. Đây là con to nhất mà tôi từng thấy trong tự nhiên. Ôi, nó mổ vào máy quay kìa. Thật không tin nổi. Ôi trời ơi. Chúng ta đã tóm được một con rắn khổng lồ. Và nó đang muốn phá hỏng chiếc máy quay HD trị giá 100.000 đô la kìa. Chúng tôi muốn giữ chặt cái đầu to để đo được chính xác chiều dài của con vật. Chúng tôi sẽ lồng một cái tấc vào đầu nó.
và cuộn băng dính quanh đầu để nó khỏi cắn. Nhìn kia, xem cái cầm nó kìa, cũng giống như những con rắn khác trong hang. Anh thấy cái hàm nó không? Ở đây có cái mấu này. Bây giờ thì chúng tôi biết rằng con rắn này không sống cả đời trong hang. Được rồi, lồng cái tấc vào đi. Với một con vật có sức mạnh như thế này, đó là điều không phải dễ làm. Cẩn thận, được chưa? Lồng cái tấc vào nhanh đi. Quấn ngài vòng băng dính vào. Nó há miệng kìa. Ồ, cái bắt này thật hiệu quả. Buông nó ra nào. Ổn rồi. This is a massive snake. But is it really over 6 meters long? This time. Đây là một con rắn khổng lồ và chắc nó phải dài trên 6 mét. The big moment. Let's measure how long this snake is. Here we go. Okay, you ready? Lần này tôi có kiểu đò rất sáng tạo. Đây là thời khắc rất quan trọng. Ta hãy đò xem nó dài chừng nào. 1 mét. 2 mét. Và 6,2 mét. Có nghĩa là hơn 20 feet. Nó thực sự là một con rắn khổng lồ. Nó to quá. Chúng ta thật may mắn. Tôi rất mừng vì sợi dây đã phát huy tác dụng. Không chỉ bởi chúng tôi có thể lần theo nó mà còn bắt được nó ở cái nơi không ai vào được. Quả là một ngày tuyệt vời. Được rồi, các anh lùi lại nhé. 1, 2, 3, tránh xa nhé. Con rắn này chắc hẳn là một trong những con dài nhất còn sót lại trên trái đất. Để nó đi thôi. Quả là rất tuyệt. Chúng ta đã thành công rồi. Một con rắn khổng lồ. Nạn săn bắn và môi trường sinh sống bị thu hẹp khiến cho sinh vật to lớn này đang dần biến mất. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng sẽ còn nhiều cung điện rắn khác nữa nằm ở những nơi xa xôi, nguy hiểm và kinh khủng để cho chúng ẩn náu, để làm hang bí mật cho những con rắn khổng lồ. I can't believe it. Look, 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 look. We're gonna have to go.